Sẹo rỗ, sẹo lõm là một trong những cái di chứng nặng nề nhất, khó hồi phục tự nhiên nhất sau khi các bạn bị mụn trứng cá nặng, hoặc là các bạn bị mụn trứng cá nhưng điều trị bằng những cái phương pháp không khoa học, hoặc chỉ đơn thuần là các bạn có cái cơ địa dễ bị sẹo sau khi bị mụn thôi. Và sẹo lõm thì không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, gây ra mất thẩm mỹ trên khuôn mặt, mà nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều bạn, gây cho các bạn cảm giác tự ti, mặc cảm, và cũng gây nhiều những cái tác động xấu đến công việc, cuộc sống cũng như tình cảm của các bạn. Video này tôi sẽ mách với những bạn đang bị sẹo rỗ, đang tìm kiếm những phương pháp điều trị sẹo rỗ, hoặc là đang điều trị sẹo lõm. 5 bước hoặc là 5 cái giai đoạn cực kỳ quan trọng phải có, phải được thực hiện trong quy trình điều trị sẹo rỗ để đảm bảo hiệu quả đầy sẹo được tối đa nhất. Tôi là bác sĩ Ninh và hãy nhớ xem hết video cũng như là đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ nhé. Năm bước hay là 5 giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quy trình điều trị sẹo rỗ của các bạn phải thực hiện bao gồm: 1. Là các bạn phải giải phóng hoàn toàn cái xơ dính ở đáy sẹo ra khỏi cái tổ chức sẹo lõm, đặc biệt là những sẹo lõm lâu năm. Giai đoạn thứ hai là phải thực hiện các phương pháp cảm ứng collagen phù hợp để kích thích cái mô hạt, mô liên kết ở dưới cái đáy sẹo đó, tăng sinh mô liên kết, tăng sinh collagen để làm đầy sẹo. Giai đoạn thứ ba là phải sử dụng các cái chất tăng trưởng để phục hồi nhanh cái vết thương, cái tổn thương ở đáy sẹo, giúp cho quá trình tăng sinh cái collagen đáy sẹo được diễn ra nhanh nhất và tốt nhất. Giai đoạn thứ tư đó là can thiệp về dinh dưỡng, đảm bảo cho việc phục hồi và tăng sinh collagen được diễn ra tốt nhất. Yếu tố thứ năm đó là chăm sóc da phải đúng cách, đúng khoa học sau khi chúng ta trị liệu cũng như thực hiện các cái kỹ thuật điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm. Và chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn bước 1, chúng ta cần phải giải phóng hoàn toàn cái xơ sẹo dính cái đáy sẹo lõm với tổ chức liên kết phía dưới. Đây là cái bước đầu tiên trong quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, đòi hỏi chúng ta phải làm rất là kỹ, rất là cẩn thận. Và